Đây là mặt cảm biến ánh sáng, thì khi có ánh sáng tác động vào thì cái glare này sẽ thay đổi cái trạng thái. Anh thấy là hiện tại là đang có ánh sáng nè, nên nó đã tắt bóng đèn của mình. Đây là mình đã câu bóng đèn vô ba chân của glare rồi ha. Thì hiện tại đang có ánh sáng và nó đã tắt bóng đèn của mình. Mình sẽ chụp tay lại, nó tối ha, và nó sẽ bật bóng đèn lên. Mình buông tay ra nó sáng và nó lại có bóng đèn. Lật ta lại nè. Đó thì nó lại. Đây là con cảm biến ánh sáng các bạn ha. Đây. Đây mình cho các bạn xem rõ con này đây. Đây cái tên nó là cảm biến ánh sáng, hoặc là tên chuyên về điện tử gọi là con quang trở. Con quang trở nha. Khi có ánh sáng tác động vào thì điện trở trong nó sẽ thay đổi, làm ảnh hưởng đến cái mạch này. Và mạch này sẽ làm tác động vào relay. Relay này sẽ bật tắt thông qua cái ánh sáng truyền vào cái con quang trở này. Ví dụ chúng ta muốn ứng dụng mạch này vào ban đêm á, nghĩa là khi trời tối thì sẽ tự động bật đèn, khi nào trời sáng sẽ tự động tắt đèn. Đó, thì chúng ta sẽ ứng dụng cái mạch này vào. Bạn thấy là khi trời tối là chúng ta che lại nó thì nó sẽ tự động bật đèn, khi trời sáng nhưng như vậy mình không che lại thì nó tự động tắt đèn. Đó, đây mình đã đấu cho bạn xem thấy không. Thì nếu bạn muốn sử dụng điện 220 cũng đấu tương tự như vậy. Đây thấy không, đây chân giữa đây vào, chân giữa đây của đây, và chân là vào bên phải của cái là đây ha. Đó, thì nếu bạn sử dụng 220 cũng đấu tương tự, nói chung là cái gì cũng đấu tương tự hết. Nếu các bạn muốn trạng thái nó ngược lại, ví dụ như là trời sáng thì bật đèn nhưng mà trời tối thì lại là tắt đèn đó, thì như vậy ta sẽ đấu chân của đèn nè qua phía bên đây, bên đây đó, thay vì đấu bên đây thì ta sẽ chuyển qua bên đây, nó sẽ thay đổi trạng thái. Rồi mình sẽ mở ra mình hướng dẫn các bạn ha. Rồi okay. Rồi đây là bảng mạch của chúng ta. Thì đầu tiên thì mạch này sử dụng điện áp 12V DC các bạn, 12V một chiều á, sử dụng điện 12V điện bình nè, lấy mình dùng bình để mình cấp điện cho nó nè. Đây mình lấy nét đó. Thì linh kiện rất là nhiều và chi chít ha. Ở đây chúng ta có một con rô le, đây cũng là rô le 12V. Đây 12V. Sẽ tải được cái dòng tối đa là 10A đôi so với điện 220 250V AC ha. Thì tương đương với cái tải là khoảng 2.500W ha. Các bạn tải 2.500W được thì qua con relay này được ha. Đây là những bốn cái chỗ để chúng ta bắt ốc ha, bắt ốc. Đây là cái dây cảm biến, đây là cảm biến ánh sáng nãy mình có nói rồi đó. Đây cảm biến ha. Rồi tiếp tục thì đây là một cái biến trở có thể chỉnh độ nhạy ha, có thể chỉnh độ nhạy của cái ánh sáng. Ví dụ như thường thường á thì bạn chỉnh thì trời tối tối á, tối xíu khoảng 5 giờ chiều thôi là nó sẽ tự động bật đèn. Nếu chúng ta chỉnh chỉnh nữa, chỉnh cho ánh sáng độ nhạy nó thấp xuống, chỉnh cái độ nhạy nó thấp xuống thì khoảng tới 6 giờ tối, 7 giờ tối thì nó mới bật đèn. Thì cái độ gió đó là cái độ nhạy ha của cái mạch này. Bên này có mã là XM XHM131 ha. Bên đây là ba cổng của loa. Thì hai chân kia nó đã được cấp nguồn 12V rồi. Còn ba cổng ra nó đây. Cổng này. Hai cổng này là hai chân thần đóng. Đây. Đây cái cổng bên trái này nè. Với cái cổng giữa là hai chân thần đóng ha. Cổng bên trái với cổng giữa là hai chân thần đóng. Rồi cổng bên phải với cổng giữa là hai chân thường mở, nghĩa là khi chúng ta nói chung chân giữa này nè, cái chân giữa này luôn luôn là cái chi chúng ta đưa điện vô. Ví dụ nãy mình đưa cái điện, cái nguồn điện 5V vô, nguồn điện 4V của pin này vô chân giữa trước đó.
Thì chúng ta sẽ đấu gì đó công tắc vậy bạn ha. Chúng ta bỏ cái chân ghìa bên đây đi, chúng ta cũng như coi như là không có chân bên bên đây, chúng ta chỉ đấu hai chân này thôi. Chúng ta đấu gì đó công tắc là ok rồi ha. Thì video kết thúc, bạn nào cần hãy liên hệ số trên đây của mình ha, liên hệ Zalo để mình có thể tư vấn các bạn ha. Bạn nào cần làm mạch này đồ án kiểu ha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, ok.